Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến video tiếp theo của kênh Thảo Dược Đàm Sa nha. Và ngày hôm nay Sa nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các anh em đang bị tình trạng mà khi xuất tinh ý, nó lại gây ra tình trạng đau cứng lưng hay là cứng cổ hay là mệt mỏi khi sau khi quan hệ nha. Thì các bác lại không biết nó bị làm sao. Và ngày hôm nay Sa sẽ mất một chút thời gian để giải thích về hiện tượng này và cách để điều trị đó nha. Thận chủ về tang tinh mà tinh xuyên tủy. Đấy. Khi chúng ta quan hệ, cái lượng tinh dịch của chúng ta hay là tinh trùng của chúng ta nó sẽ bị giải phóng ra ngoài và nó sẽ gây hao hụt đi. Đấy. Nên là có thể gây cho chúng ta tình trạng đau lưng. Và cái hiện tượng mà nó cái đau ở sống lưng này hay là cổ này thì do chúng ta bị nhiễm hàn. Đấy. Nhiễm hàn cụ thể là như chúng ta làm việc ấy, trong quá trình làm việc mà chúng ta trời oi bức, còn chúng ta lại không nghỉ mà chúng ta lại đi tắm luôn. Và khi chúng ta tắm ấy, chúng ta lại tắm cái nước lạnh, vô tình chúng ta dội ở phía lưng này trước này. Đấy. Mọi người hay có thói quen là dội ở phía lưng này trước thì lâu ngày hàn khí nó sẽ xâm nhập vào. Đấy. Cái dần dần là nó sẽ tích tụ lại. Khi anh em xuất tinh ấy, thì nó sẽ gây cho hiện tượng là đau lưng mỏi gối. Đấy. Hay là đau cứng lưng này, cũng phải cọ quậy rồi. Đấy. Lượng tinh trùng nó đã hao hụt đi thì nó sẽ không còn sinh ra được tủy nữa, nó ít đi thì nó sẽ gây cho tình trạng rất là đau lưng mệt mỏi, mà hàn khí nhiều thì nó sẽ gây tình trạng mệt mỏi nhá mọi người nhá, và cảm giác nó ẻ oải hay là tì vị nó cũng bị hư thì nó cũng gây mệt mỏi cho chúng ta. Đấy. Cách cải thiện thì cực kỳ đơn giản thôi, mọi người sẽ dùng cái loại bổ cho xương khớp tán hàn. Đấy. Tán hàn thì những vị thuốc nào để tán hàn thì hàn nó là lạnh, mọi người phải sử dụng các vị thuốc cay nóng như là cây lá lốt ấy. Cây lá lốt thì nó có tính nóng nha mọi người nhá. Đấy, nó sẽ giúp tán hàn. Và quế chi, quế chi là cái gì? Quế chi chính là cành con của cái quế, cái chính gọi là quế chi nhá. Đấy. Và các vị bổ thận. Đấy, hay là hoạt huyết. Hoạt huyết thì có cái rễ cây vú bò này, và thêm cho Sa là cẩu tích bổ gan thận này, rễ cỏ xước này, và thêm cho Sa các vị bổ thận như là củ hoàng tinh đã chế quả chín lần này. Đây này, Sa hôm nay lấy để nấu cao phục vụ các bác đang bị tình trạng yếu sinh lý mà đau cứng lưng. Đấy. Nhiều các bác không biết cái củ hoàng tinh nó thế nào thì Sa quay rất nhiều ở trên video rồi. Đấy. Và sau khi đã chế khoảng 9 lần thì nó sẽ có màu đen thế này và nó sẽ có cái vị ngọt. Các bác cứ lấy cái tươi chúng ta ngâm nhé, nó không có tác dụng đâu nha, nó vừa ngứa này. Ngâm rượu thì nó không ngứa nhưng mà dùng tươi nó rất là ngứa và nó sẽ không để chuyển đổi các hóa chất ở trong cái củ hoàng tinh này và nó không có tác dụng bổ thận nhá. Đấy, nhiều anh em không phân biệt được. Cái này nó phải chế 9 lần, nghĩa là đồ khoảng 6 tiếng ở trong nồi áp suất. Nếu mà không có nồi áp suất thì các bác có thể đồ khoảng 12 tiếng nhá. Đấy, cách thủy nhá, chứ không phải là cho vào nước chúng ta linh đâu. Đấy, và chúng ta sẽ mang đi phơi nắng trong khoảng từ sáng đến chiều. Xong mọi người tối mọi người sẽ mang vào chúng ta ủ. Đấy. Đấy, nó sẽ có màu đen ngọt như thế này, rất là thơm. Đấy, ngâm rượu thì cực kỳ là đỉnh rồi. Các bác nào không có thời gian chắc mới có thể ngâm rượu này hoặc là nấu thành cao như Sa này thì cực kỳ hiệu quả nhá mọi người nhá. Đấy. Và sau đây Sa sẽ quay chi tiết của hoàng tinh đã chế kín lần nó như thế nào. Đấy. Nhiều anh em không biết cách chế, Sa có chia sẻ rất là nhiều rồi. Và thêm cho Sa củ hà thủ ô đã chế này, đây là lẫn một chút cái củ hà thủ ô đã chế này. Đấy, mọi người thái mỏng ra, chúng ta sẽ phơi thì chỉ dùng chỉ một thời gian ngắn thôi, tình trạng yếu sinh lý xuất tinh sớm của chúng ta nó sẽ được cải thiện. Đấy, nó vừa có tác dụng bổ gan thận sinh tinh. Đấy, tinh sinh tủy mà mọi người. Đấy, và các vị tán hàn nhá. Đấy, còn nhiều anh em mà không biết này, cũng có loại khớp nó không phải là hàn mà nó là do thấp và do phong hoặc là do nhiệt thì nó rất là dễ dàng thôi mọi người, nó sẽ sưng nóng đỏ đau nhá. Đấy, sưng nóng đỏ đau ở các khớp này nó sẽ khác với cái vị đau thể hàn thì nó sẽ là buốt, đau buốt nhé. Đấy, vì lạnh nó là buốt mà. Đấy, chứ không thể lạnh mà nó lại sưng nóng đỏ đau được mọi người, nên mọi người phân biệt nó rõ nhá. Và quan trọng nhất ấy, để trong chỗ xương khớp này thì mọi người phải có chế độ ăn uống hợp lý. Khi sắc uống ấy, thì mọi người phải kiêng khem đầy đủ, tập thể dục thể thao hợp lý. Đấy, kiêng khem những là rượu bia này, ớt này, đồ cay nóng này, hoặc là các đồ tanh như là cá me, thịt chó, những cái cay nóng, những cái đồ mà nó sẽ phá thuốc nha, anh em phải lưu ý điều đấy. Đây này anh em này, Sa sẽ quay cận cảnh đã chế của 9 lần. Đấy.
con đen nó dẻo này mọi người này, rất là thơm nhá, ngâm rượu thì cực kỳ thơm, kết hợp các vị thuốc trên nữa thì chữa đau lưng cực đỉnh nhá mọi người ạ. Tuy nó giá thành nó hơi cao một chút nhưng mà nó rất là chất lượng, anh em là không thể tham rẻ được nhá mọi người nhá, cái chữa bệnh thì không thể tham rẻ được mọi người ạ, sẽ cực kỳ tốt cho xương khớp này, cho thận này. Đấy, điều đó mà tình trạng đau lưng, yếu sinh lý nó sẽ được cải thiện nhé các anh em nhé. Chúng anh em là không có đủ nguyên liệu hay không có thời gian đun nấu, có thể liên hệ sang, ta có thể gửi thang ngâm rượu cho các bác. Bởi vì sao sang không thể gửi ngâm rượu sẵn? Bởi vì nó sẽ rất là dễ vỡ. Đấy, nên là sang không thể ngâm được. Nên anh em thông cảm. Có thể gửi các đồ sơ chế này cho anh em và chỉ việc ngâm thôi. Một tháng sau có thể sử dụng được. Kiên trì sử dụng thì 1 đến 2 tháng thôi, tình trạng đau lưng của chúng ta nó sẽ không còn nữa mọi người nhé. Nếu mà để ngâm rượu thì anh em bỏ cái vị cay nóng kia đi nha, vị cay nóng kia không thể ngâm rượu nha, bởi vì nó sẽ kết hợp với rượu nó sẽ rất là nóng nên là không thể ngâm được nha anh em nha. Trên đây thì Sa có chia sẻ một phương pháp chữa yếu sinh lý, vừa yếu sinh lý để vừa đau lưng và cũng giải đáp các bác phần nào những cái chứng mà khi xuất tinh xong nó sẽ đau lưng và đau cổ nó như thế nào nha, hay là mệt mỏi. Đấy, các anh em phải phân biệt rõ nó là đau do tỳ vị này hay là đau do thể hàn. Đấy, nếu bị cả hai thì chúng ta sẽ áp dụng cả hai nhá, thì nó mới có hiệu quả được. Đấy, kiên trì sử dụng thôi 1 đến 2 liệu trình thì tình trạng đấy nó sẽ hết nha mọi người nhá. Thế này nó phải tác dụng dần dần chứ không phải một phát là nó khỏi được ngay các bác nhá. Vâng, vừa rồi ta có chia sẻ một phương pháp chữa yếu sinh lý hay là tình trạng đau lưng khi xuất tinh. Mọi người xem video hay hãy nhớ chia sẻ thật rộng rãi cho bạn bè và người thân của mọi người, những ai mà đang gặp tình trạng trên áp dụng ngay nhá, và mọi người sẽ lan tỏa video này đi để cho những ai đang bị tình trạng trên áp dụng theo. Và sau đây Sa xin kết thúc video tại đây, mọi người nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ và đồng hành cùng Sa nhá. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nhá. Xin chào tất cả mọi người, xin chào.